Thông tin chi tiết về hội nghị sẽ được tiếp tục cập nhật trong chương trình Thời sự 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị đón theo dõi. Chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Tại huyện Bến Lức, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Mỹ Yên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện báo cáo dự kiến về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh, của huyện. Các cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh và huyện nhà đạt được, đồng thời kiến nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện một số vấn đề về đầu ra nông sản, giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Cử tri cũng đề nghị tỉnh, huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn đã hư hỏng, vấn đề nước sạch, điện nông thôn, một số bất cập trong quy định chuyển mục đích sử dụng đất. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và xã tiếp thu, giải trình một số ý kiến của cử tri trong phạm vi thẩm quyền. Những ý kiến khác sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và báo cáo với cử tri. Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Tân An vừa có buổi làm việc với Đảng ủy phường 6 về việc thực hiện nghị quyết số 35, kết luận số 01 của Bộ Chính trị và kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Thực hiện nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đảng ủy phường đã thành lập các tổ đấu tranh 141, tổ đấu tranh phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, tổ lực lượng chính trị nòng cốt hoạt động hiệu quả. Đối với kết luận số 01 và 21, Đảng ủy phường kịp thời xây dựng, triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2021-2022, đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, thông qua việc xây dựng kế hoạch tư tưởng rèn luyện hàng năm của từng đảng viên, công viên chức. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Thị Khuyên đề nghị Đảng ủy phường nên xây dựng những mô hình có trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả cao hơn, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,